Chào mừng các bạn đến với chương trình Chung Sức do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Đông Tây phối hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta cùng chào đón những thành viên của đội Góp Hồng. Đội Góp Hồng là những chàng trai hay hát, họ yêu thích thể thao và đi du lịch. Và những thành viên của đội Thiên Thần. Đội Thiên Thần là sinh viên và đồng thời cũng là những người mẫu. Sở thích chung của cả nhóm là thể thao và dạo phố để mua sắm. Và người dẫn chương trình của chúng ta hôm nay là giọng nói quen thuộc, nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm. Xin chào quý vị và các bạn, tôi rất vui được gặp lại quý vị và các bạn đến với trò chơi Chung Sức cho Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Đông Tây phối hợp thực hiện. Trước khi bốn vòng thi đấu giữa hai đội Gót Hồng và Thiên Thần diễn ra, xin mời quý vị và các bạn dành đôi phút để chúng ta trò chuyện cùng từng đội. Chào các bạn Gót xin Hồng. Chào anh. Các bạn hãy giới thiệu từng thành viên của đội mình với khán giả. Đầu tiên, đội Gót Hồng xin gửi lời chào sức khỏe và lời chào thân ái đến toàn thể quý vị đang có mặt trong trường quay, cũng như quý vị đang có mặt trước màn hình nhỏ. Lời chào sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúng tôi rất vui và vinh dự khi được tham dự chương trình. Và sau đây tôi xin giới thiệu từng thành viên của đội. Đầu tiên là đội trưởng Lê Quang Hòa. Năm nay tôi 25 tuổi. Tiếp theo là thành viên thứ hai của nhóm. Tôi thành viên thứ hai, tôi Phan Quý Lộc. Năm nay cũng vừa 25 tuổi. Tôi, đây là thành viên thứ ba. Tôi là thành viên thứ ba nhóm, tôi là Xuân Thu đến từ thủ đô Hà Nội. Đây là tôi là em út trong nhóm, tôi tên Quang Thịnh, rất vui được làm quen với tất cả các vị khán giả trong mặt này. Chúc mừng may mắn và chúng ta sẽ làm quen với đội Thiên Thần. Nhóm Thiên Thần xin chào tất cả các quý vị và các bạn. Xin tự giới thiệu, tôi tên là Thanh Loan, hãy để cho họ tự giới thiệu về bản thân mình. Xin chào quý vị và các bạn, mình là Anh Hư, hiện đang là người mẫu và thành viên thứ ba của đội. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Hoàng Yến và tôi cũng là người mẫu của thành phố Hồ Chí Minh và đây là thành viên thứ tư. Xin chào quý vị và các bạn, mình là Lan Phương, thì là sinh viên năm thứ ba trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Rất vui khi được tham dự chương trình, mong quý vị và các bạn cổ vũ cho cả hai đội chơi chúng tôi. Xin cảm ơn. Chúng tôi thấy giữa hai đội hôm nay Gót Hồng và Thiên Thần, một bên là đội nam, bên là các bạn người mẫu nữ, không biết ai sẽ thắng ai đây. Các bạn sẽ thi đấu 4 vòng và chúng ta bắt đầu bước vào vòng thứ nhất. Các bạn chuẩn bị sẵn sàng. Xin mời hai đội trưởng. Mời hai bạn bắt tay nhau. Chúc hai bạn may mắn. Vòng 1 có 2 câu hỏi, đây là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi này được khảo sát 100 người và có 8 đáp án đang trên bảng. Đó là 8 ý kiến của nhiều người mà chúng tôi đã khảo sát trong 100 người. Số điểm của mỗi đáp án chính là số người đồng tình với nó. Và các bạn chuẩn bị, đến lượt các bạn chuẩn bị giành lấy quyền ưu tiên cho mình. Hãy kể tên một bộ phim hoạt hình nổi tiếng được cả người lớn và trẻ em yêu thích. Mời bạn. Tom and Jerry. Tom and Jerry. Hay lắm, mời các bạn trở về vị trí. Bạn thích xem phim hoạt hình không? Dạ, thích. Vẫn còn thích chứ hả? Bộ phim hoạt hình nào mà bạn đang thích nhất? Nàng Lọ Lem. Nàng Lọ Lem. Đó là câu trả lời cho câu hỏi một bộ phim hoạt hình được cả người lớn lẫn người trẻ em yêu thích. Và anh Thư nói là Nàng Lọ Lem. Xin mời Hoàng Yến. Một bộ phim hoạt hình được cả người lớn lẫn trẻ em yêu thích. Thế nghĩ thì đó là Chuột Mickey và Donald. Chuột Mickey và vịt Donald. Chuột Mickey hay là vịt Donald? Chuột Mickey. Chuột Mickey. Mickey. Hay lắm. Mời bạn Lạc Phương. Dạ em là phim Donald ạ. Vịt Donald. Vịt Donald. Và bộ phim nào nữa đội trưởng? Một bộ phim hoạt hình được cả người lớn lẫn trẻ em yêu thích. Hiện nay đó là? Em nghĩ là phim Vua Sư Tử. Phim Vua Sư Tử. Phim hoạt hình thì không chỉ trẻ em thích mà cả người lớn thích nữa, và rất nhiều phim hay. Bạn hãy chọn tiếp một bộ phim nữa. Nàng Tiên Cá. Nàng Tiên Cá. Mời đội Gót Hồng hội ý. Mời Hoàng Yến trả lời tiếp.
là Đi tìm Nemo. Nemo. Đi tìm Nemo. Hay quá. Mời bạn Lan Phương. Hãy cố gắng trả lời đúng để đồng đội của bạn còn tiếp tục trả lời và ghi điểm. Dạ, phim Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn ạ. Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Xin mời đội Gót Hồng. Các bạn đã có sẵn câu trả lời cho đội trưởng rồi chứ? Ý kiến riêng của bạn là gì? Bạn chọn bộ phim nào? Bạn nghĩ đến bộ phim hoạt hình nào được cả người lớn lẫn trẻ em yêu thích? Aladdin cái đèn thần. Aladdin cái đèn thần. Còn bạn? Em cùng bạn. Cùng ấy ạ. Cả ba bạn đều nghĩ ra chỉ nghĩ đến bộ phim đó thôi. Đội trưởng. Và chúng tôi đã đồng nhất quan điểm là lấy bộ phim Aladdin và cây đèn thần. Aladdin và cây đèn thần. Aladdin. 93 điểm thuộc về đội Thiên Thần. Và ba bộ phim còn lại trên bảng đó là gì? Đáp án thứ năm. 6. 7. Chúng ta bước sang câu hỏi thứ hai của vòng 1. Xin mời thành viên thứ hai của hai đội, xin mời. Mời hai bạn bắt tay nhau. Chúc may mắn, chúc may mắn. Câu hỏi này cũng được khảo sát 100 người và có 8 câu trả lời được nhiều người đồng tình đã được chọn làm đáp án. Số người đồng tình cũng chính là số điểm của từng đáp án. Xin mời hai bạn sẵn sàng giành lấy quyền ưu tiên kiểm soát 3 điểm cho đội mình. Bất chợt họ kể tên một ca khúc được viết về Tây Nguyên mà bạn biết. Mời bạn. Ngọn lửa cao nguyên. Ngọn lửa cao nguyên. Mời hãy bạn kể về vị trí đó. Một ca khúc viết về Tây Nguyên mà bạn biết đó là bài. Bạn, nhóm của bạn đã từng hát về các bài hát về Tây Nguyên đó hả? Bạn mất quyền trả lời và xin mời bạn. Một ca khúc viết về Tây Nguyên mà bạn biết đó là gì? Tiếng trời sao bong bong. Bạn Vân Thịnh ở nhóm Gót Hồng trả lời là tiếng chày trên sóc bom bò. Mời đội Thiên Thần hội ý. Theo tôi nhớ thì bom bò không phải ở Tây Nguyên, không phải về Tây Nguyên. Các bạn cố gắng chọn một ca khúc viết về Tây Nguyên. Viết về Tây Nguyên. Đội trưởng. Đội trưởng Công Hòa xin trả lời cho đó là bài hát Đôi Mắt Pleiku. Đôi Mắt Pleiku. Chính xác. Một ca khúc viết về Tây Nguyên đó là bài Rừng Núi Tây Nguyên. Rừng Núi Tây Nguyên. Bạn Quý Lộc vừa trả lời đó là bài Rừng Núi Tây Nguyên. Xin mời đội Chiến Hồng. Bạn đã có trực tiếp trả lời. Nghĩ là có rồi. Ý kiến riêng của bạn là gì? Bạn đã chọn đáp án nào để em chọn bài Đôi Mắt Pleiku. À đôi không, mắt. Cái báo là nãy chọn rồi. À bài Ly Cà Phê Ban Mê ạ. Ly Cà Phê Ban Mê. Dạ. Bạn đã cung cấp tên bài hát nào cho đội trưởng? Em nghĩ là Em Muốn Sống Với Anh Trọn Đời. Còn bạn? Dạ, Ly Cà Phê Ban Mê. Ly Cà Phê Ban Mê. Đội trưởng đã chọn đáp án nào? Bài hát viết về Tây Nguyên là đáp án chung của đội các bạn. Đó là... Vậy em xin quyết định chọn bài hát Ly Cà Phê Ban Mê. Ly Cà Phê Ban Mê. Với Ly Cà Phê Ban Mê, điểm sẽ thuộc về ai? Ly Cà Phê Ban Mê. 50 điểm được ghi và 70 điểm thuộc về đội Thiên Thần. Xin mời các bạn. Sau đây chúng ta xem các bài hát còn lại trên bảng. Đó là những bài hát nào đã được viết về Tây Nguyên. Đáp án thứ 3. Các bạn biết bài này chứ? 4. 6. 7. Và 8. Quá rất nhiều.
về Tây Nguyên mà các ca sĩ không có thành, chúng ta bối rối quá cho nên là không chọn được những đáp án để trả lời. Và thưa quý vị và các bạn, kết quả sau vòng thứ nhất, Gót Hồng chưa có điểm nào. Thiên Thần đã ghi được 163 điểm. Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Alpha Pro A cộng giúp phát triển trí não và tăng cường hệ miễn dịch. Này, có 200 gram mới, giá chỉ 63.000 đồng. Alpha Pro A cộng giúp bé khỏe hơn, thông minh hơn. Công ty sữa hàng đầu Hoa Kỳ. Quái vật biến hình kìa. Khỏe mạnh mỗi ngày. À, quái vật biến hình kìa. Vinamilk, thông minh mỗi ngày. Cùng bước vào kỷ nguyên mới của Head & Shoulders với công thức tái tạo da đầu, loại sạch gầu, từ đó giúp tái tạo từng tế bào và phục hồi da đầu hoàn toàn. Hiệu quả đã được Trung tâm Kiểm nghiệm Hoa Kỳ chứng nhận. Với da đầu hoàn toàn phục hồi, ngại gì không đến gần nhau hơn. Kỷ nguyên mới của Head & Shoulders. Siêu năng lượng kem que đã thuộc về ta. Kem của chúng ta đã bị đánh cắp, hãy lấy lại ngay. Candy Explosion. Trò chơi chung sức của chúng ta bước sang vòng thứ hai. Xin mời thành viên thứ ba của hai đội, xin mời. Chúc may mắn, chúc may mắn. Và câu hỏi duy nhất của vòng thứ hai cũng được khảo sát 100 người. Có 8 câu trả lời của nhiều người đang ở trên bảng. Số điểm của mỗi đáp án chính là số người đồng tình với nó. Xin mời hai bạn. Khi nhắc đến phim hoạt hình của Walt Disney, người ta thường nghĩ đến nhân vật nào? Mời bạn. Mickey. Mickey. Mời hai bạn trở về vị trí. Walt Disney là một cái phim hoạt hình rất nổi tiếng, phải không? Và có rất nhiều phim hay. Khi nói đến Walt Disney, bạn thường nghĩ đến nhân vật nào của... Dạ, Việt Donald ạ. Việt... Việt... Dona. Còn đối trưởng thì chọn nhân vật nào? Em nghĩ bộ phim Tiểu Thư và Kẻ Lang Thang. Nhân vật nào? Em không nghĩ được nhân vật nào ngay lúc này. Bạn không nghĩ được nhân vật nào lúc này và bạn không thể trả lời. Xin mời bạn Anh Thư. Dạ, em nghĩ là Tạc Giang ạ. Tạc Giang. Xin mời có không hội ý. Nào, các bạn có vẻ là lúng túng về câu hỏi này quá hả? Nhân vật trong phim... Khi nhắc đến phim hoạt hình của Walt Disney, bạn thường... người ta thường nghĩ đến nhân vật nào? Cô bé Lò Lem. Cô bé Lò Lem. Có không gì nữa, khi nhắc đến phim hoạt hình của Walt Disney, người ta thường nhắc đến, người ta thường nghĩ đến nhân vật nào? Dạ là Peter Pan ạ. Peter Pan. Xin mời Gõ Hồng. Sẵn sàng nhé đội trưởng. Bạn nghĩ đến nhân vật nào trong phim của Walt Disney? Popeye. Nhân vật Popeye. Popeye. Chú chó Pluto. Chó Pluto của bạn. King Leon. Vua sư tử. King Leon. Đội trưởng. Và cuối cùng đội trưởng xin chọn nhân vật Tom and Jerry. Tom and Jerry. Tom and Jerry, đó là đáp án của đội Gót Hồng. Và cả nhóm đều nhất trí với đội trưởng chứ? Nhất trí. Nhất trí. Chúng ta xem với câu hỏi. Trong phim hoạt hình của Walt Disney, người ta thường nhắc đến nhân vật nào? Có phải Tom và Jerry không? 62 điểm thuộc về đội Thiên Thần. Xem các đáp án còn lại trên bảng. Đáp án thứ hai.
4 5 7 và 8. Sau vòng thứ hai, kết quả như sau. Đội Văn Phòng vẫn chưa có điểm nào. Và Thiên Thần đã có 225 điểm. Mời quý vị và các bạn theo dõi vòng thứ ba của trò chơi chung sức hôm nay. Chào các Thiên Thần. Các Thiên Thần của chúng ta rất xinh đẹp nhưng mà không may mắn. Chơi rất hay nhưng mà không may mắn. Các bạn có nhường cho Gót Hồng không vậy? Dạ không. Thấy bên kia tội nghiệp quá là nhường phải không? Thực ra là ở vòng thứ ba thì bọn em có nhường, nhưng mà đến vòng thứ tư thì là do các anh ấy nhanh tay lẹ mắt quá, các em không kịp. Các người đẹp của chúng ta cũng có chiếu cố các Gót Hồng to lớn bên kia, nhưng mà cuối cùng là nhường luôn. Đó là sai lầm của em. Dạ, không sao chứ hả? Chúng ta có một cái chương trình rất là vui và các bạn có 2.250.000 đồng, đó là giải thưởng của các bạn. Ngoài ra các bạn còn được mỗi người một phần quà của nhà tài trợ Vinamilk. Cảm ơn các bạn. Các bạn vui quá hả? Các bạn rất có một giải thưởng 4.620.000 đồng và một giải thưởng 10 triệu đồng đang chờ các bạn ở vòng đặc biệt nữa. Các bạn chuẩn bị vào vòng đặc biệt nhé. Mời các bạn nhận phần quà của nhà tài trợ Nguyên Nam Dương. Âm nhạc kết nối tâm hồn. Nhấn play. Đột phá gói cước mới một đồng của S-Phone chỉ một đồng mỗi giây. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau đây là vòng đặc biệt của trò chơi chung sức với hai thành viên của đội Gót Hồng. Xin mời hai bạn. Chào hai bạn. Hai bạn có sẵn sàng để giành lấy giải thưởng 10 triệu đồng của vòng này chứ? Rất sẵn sàng. Các bạn sẽ trả lời 5 câu hỏi với điều kiện để giành được giải thưởng, đó là tổng số điểm của hai bạn phải đạt được 200 điểm. Ai trả lời trước nào? Mời bạn vào trong chờ đợi. Bạn chuẩn bị trả lời 5 câu hỏi này trong thời gian 20 giây. Và hãy cố gắng tận dụng 20 giây này thật tốt bằng cách nghe trả lời nhanh. Câu nào bạn cảm thấy chưa tìm ra được một câu trả lời nhanh, bạn cứ nói cho qua. Nói ngay cho qua, đừng suy nghĩ thêm cho mất thời gian. Tôi sẽ đọc lại câu hỏi đó nếu thời gian còn cho phép. Và đồng đội của bạn đang chờ bên trong sẽ không nghe được những gì mà bạn trả lời ngoài đây. Đó là luật của vòng này. Bạn sẵn sàng rồi chứ? Nhìn về phía trước, tập trung trả lời nhé. 20 giây dành cho bạn chỉ bắt đầu được tính sau khi tôi đọc xong câu hỏi thứ nhất. Vì vậy bạn yên tâm, câu thứ nhất tôi đọc chậm chậm để sau khi tôi đọc xong thời gian mới bắt đầu tính. Và bạn tận dụng điều đó để trả lời thật tốt câu thứ nhất nhé. Bạn liên tưởng đến điều gì ngay sau khi nghe cụm từ người phụ nữ duyên dáng? Đẹp. Khi mua tour đi du lịch, bạn thường quan tâm đến vấn đề gì? Bỏ qua. Khi chụp hình cho người khác, bạn thường gặp phải sự cố gì? Bỏ qua. Khi mua một cái áo khoác, bạn thường quan tâm đến điều gì? Chất liệu. Chuyên mục giáo dục trên các báo thường đề cập vấn đề gì? Khoa học. Bạn vừa trả lời xong 5 câu hỏi nhưng bạn chỉ đưa ra được 2 đáp án. Và bây giờ chúng ta quay lại xem bạn ghi được bao nhiêu điểm. Dù sao đi nữa thì cũng mong là hai câu trả lời của bạn trong 5 câu hỏi này ghi được điểm tương đối tí. Chúng ta xem câu thứ nhất. Bạn liên tưởng đến điều gì ngay sau khi nghe cụm từ người phụ nữ duyên dáng thì bạn đã trả lời là đẹp. Bạn nghĩ là sẽ được bao nhiêu người đồng tình với mình? 30 30 rồi. Khảo sát
35. Chúc mừng bạn. Nhiều hơn 5 người. Câu thứ hai, khi mua tour du lịch, người ta thường quan tâm đến vấn đề gì thì bạn bỏ qua. Câu thứ ba, khi chụp hình cho người khác, bạn thường gặp phải sự cố gì bạn cũng bỏ qua luôn. Và câu thứ tư, khi mua một cái áo khoác, bạn thường quan tâm đến điều gì thì bạn đã trả lời là chất liệu. Để xem bao nhiêu người đồng tình với bạn. Khảo sát 19 người đồng tình với bạn, bạn có 54 điểm. Và câu thứ 5, chuyên mục giáo dục trên các báo thường đề cập vấn đề gì, bạn lại trả lời không kịp thời gian. Bạn có tất cả là 54 điểm, phần còn lại là 146 điểm. Đó là phần giải quyết của đồng đội của bạn. Xin mời bạn trở về vị trí. Xin mời thành viên thứ 2. Rồi em chỉ nghe thấy những tiếng nhạc nhảy ồn quá. Tiếng nhạc, tiếng nhạc. Bạn nghe bài gì đấy? Dạ. Bạn đã nghe bài gì ở trong đó? Em nghe bài nhạc dance của trên vũ trường nha. Vui không? Rất vui ạ. Nhưng mà rất tiếc không nghe gì. Tốt hết là bạn nghe nhạc kia vui hơn là tốt rồi. Tôi nghĩ thế là tốt rồi. Bây giờ bạn cố gắng bạn làm cho thật tốt cái công việc của bạn để chiến thắng, giành lấy 10 triệu đồng cho môn này nhé. Bạn sẽ trả lời lại 5 câu hỏi mà tôi đã hỏi đồng đội của bạn trong thời gian 25 giây. Bạn có nhiều hơn đồng đội của mình 5 giây đấy. Bởi vì bạn phải làm một việc hơi khó hơn, đó là bạn không được đáp trùng ý với đồng đội của mình. Khi mà bạn đáp trùng ý với đồng đội của mình trong bất kỳ câu hỏi nào, bạn sẽ bị nhắc nhở bởi tín hiệu này. Đó là tín hiệu nhắc nhở rằng đáp án của bạn không được chấp nhận. Hoặc là bạn phải thay ngay đáp án khác cho kịp thời gian. Hoặc là bạn nói bỏ qua, tôi sẽ đọc lại câu hỏi đó khi thời gian còn cho phép. Là đó là chứ. Dạ. Bây giờ bạn chuẩn bị nhìn về phía trước, tập trung trả lời cho thật nhanh. 25 giây dành cho bạn chỉ bắt đầu được tính sau khi tôi đọc xong câu hỏi thứ nhất. Vì vậy, để tạo điều kiện cho bạn ghi điểm tốt câu thứ nhất, tôi đọc chậm chậm. Sau khi tôi đọc xong thì mới tính thời gian nhé. Bạn liên tưởng đến điều gì ngay sau khi nghe cụm từ người phụ nữ duyên dáng? Trả lời. Hai phút. Khi mua tour đi du lịch, người ta thường quan tâm đến vấn đề gì? Giá cả. Khi chụp hình cho người khác, bạn thường gặp phải sự cố gì? Anh bị lỗi. Khi mua một cái áo khoác, bạn thường quan tâm đến điều gì? Kiểu dáng. Chuyên mục giáo dục trên các báo thường đề cập đến vấn đề gì? Giới tính. Hay lắm, bạn trả lời rất hay, rất nhanh. Và bây giờ chúng ta quay lại để xem bạn ghi được bao nhiêu điểm. Bạn nhìn thấy gì trên bảng không? Dạ, em thấy được hai dòng. Rất đẹp. Và có 54 điểm sẵn đó, còn chừa lại 146 điểm dành cho bạn. Em hy vọng em sẽ lấy được 150 điểm. Bạn rất là lạc quan và tự tin gì, rất tốt. Bây giờ chúng ta xem. Câu thứ nhất, bạn liên tưởng đến điều gì ngay sau khi nghe cụm từ người phụ nữ duyên dáng thì bạn đã trả lời là hạnh phúc. Nghe tới phụ nữ duyên dáng là bạn thấy hạnh phúc rồi. Bạn rất là dễ thương nha. Bạn rất là lạc quan nào mời. Và bây giờ chúng ta xem. Khảo sát. Không ai nghĩ giống như bạn cả. Bạn rất đặc biệt. Bạn rất đặc biệt, không ai nghĩ giống như bạn cả. Ở câu này thì đồng đội của bạn đã ghi được số điểm cao nhất. Đó là đẹp. Khi người ta nghe nói đến cụm từ người phụ nữ duyên dáng là tự nhiên người ta nghĩ tới hình ảnh rất xinh đẹp. Xinh đẹp. 35 người nghĩ như thế. Câu thứ hai, khi mua tour đi du lịch, người ta thường quan tâm vấn đề gì thì bạn đã trả lời là giá cả. Nghe rất là hợp lý. Và chúng ta xem có mấy người đồng ý với bạn. Khảo sát 34 người. Đây là số điểm cao nhất. Đây là số điểm cao nhất cho câu hỏi này. Tại vì cái gì cũng vậy, cứ mua cái gì người ta quan tâm tới giá cả. Đi tour du lịch người ta biết là mắc hay rẻ, bao nhiêu tiền cái tour này. Câu thứ ba, khi chụp hình cho người khác, bạn thường gặp phải sự cố gì thì bạn trả lời là ảnh bị lỗi. Khảo sát 26 người đồng tình với bạn. Đây là một số điểm khá cao. Tuy nhiên có 28 người trả lời là khi chụp hình những người khác, người ta hay bị rung tay. Câu thứ tư, khi mua một cái áo khoác, bạn thường quan tâm đến điều gì thì bạn đã trả lời là đến kiểu dáng. Áo khoác thì mặc ngoài cái việc khoác vào để che nắng, che gió cũng rất cần kiểu dáng, thời trang. Tất nhiên là cần phải đẹp, cần phải đẹp. Bao nhiêu người nghĩ như bạn nào? 26 điểm. Đây là số điểm cao nhất cho câu hỏi này. Hai bạn đã ghi được tổng cộng 140 điểm.
và còn 60 điểm nữa sẽ giành chiến thắng. Bạn có tưởng tượng rằng, bạn có nghĩ rằng là một câu trả lời nữa được 60 điểm không? Dạ, thì em cũng hay theo dõi chương trình thì rất chưa khó, thấy câu nào mà rất đến khó, 60 điểm. Chưa có câu nào được 60 điểm. Vì vậy cho nên là kết quả hình như là chúng ta có thể đoán được rồi. Tuy nhiên cứ xem, biết đâu điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Biết đâu 100 điểm. Và câu thứ 5, chuyên mục giáo dục trên các báo thường đề cập vấn đề gì thì bạn trả lời là giới tính. Và bạn xem có 100 người đồng ý với bạn hay không, hay là 60, 61 người nhé.